Rồi, em xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị em mình đã theo dõi kênh của LTK Bonsai nha. Em là vườn dừa bonsai dân em ở Bà Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại em là 0774816331 nha. Số điện thoại em có sử dụng bên Zalo luôn nha. Rồi, hôm nay em cũng có lên một số tác phẩm bonsai để săn để bàn giá cũng tầm trung cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo lựa chọn nha. Rồi em vô mã số 1 nha. Ở số mã 1 em là một cây sam tái nha. Một cây sam tái. Cây này cũng đã hơn chậu rồi. Giờ anh em mình thay chậu thoải mái nha. Rễ nó ra bích dưới tích chậu luôn nha. Rồi này là sam tái xù. Rồi hoành thân là 11. Rồi bệ đế đây đi gì đi, bệ đế em đo hào hào gì đi. Là 40. Chiều cao là 25 và đường kính tàng 25 luôn. Một cây sam tái xù nha. Cây này cũng đã hơn chậu rồi, về anh chị em mình có thể thay chậu thoải mái nha. Rồi 1A, cái này em ký hiệu bằng 1A nha. Cái này 600k bao ship nha. 600k bao ship cho cây sam tái xù này. Này. Cái này là phần đất em đã xử lý được mới rồi. Vậy anh chị em mình là về hai chậu, mình moi ra lần lần được rồi nha. Tại lúc trước là che lấp bên đây nè, em xử lý này lòi rễ lên được các ok. Mình làm từ từ vậy đó. Làm từ từ thì cây nó sẽ mạnh hơn. Giờ anh chị em mình khử đất lên xíu, cái lắp xe dừa lên lại là nó sẽ mồi cái lông ra. Rồi 1A cái này 600k bao ship nha. Khi đi thì em để chậu gì cho anh em mình, cho anh chị em mình luôn. Rồi số 2. Số em là một cây tà Phúc Kiến nha. Cây tà Phúc Kiến. Cây này thì cũng đã hơn chậu rồi. Giờ anh chị em mình thay chậu thoải mái. Rồi hoành thân là 13. Chiều cao là 23. Và đường kính tàng là 27. Một cây tà Phúc Kiến nha. Tà Phúc Kiến thì có bông trắng tái tái xanh chín như vậy. Rồi có tái chín thì nó ra màu hơi cam cam chút. Nó ra gì như vậy nha. Rồi tái này rụng rồi. Khi nó chín thì nó vàng coi gì nó sẽ rụng nè. Ra màu cam gì nó sẽ rụng. Này ăn được nha. Loại này mình ăn ăn trái được. Rồi cây mã số 2A, cây này 450k bao ship nha. 450k bao ship. Khi vô chậu này cho em mình dựng cây lên gì xíu xíu rồi rất đẹp. Rồi mã số 2A 450k bao ship nha. Rồi số 3. Số 3 em là một cây mai chiếu hỷ trực lắc nha. Mai hỷ tung nu trực lắc. Rồi hoành đây là 22 nha. Hoành eo ở đây. Hoành eo ở đây là 18. Chiều cao 18 luôn. Và đường kính tàng 34. Một cái mai hỷ trực lắc nha, tung nu trực lắc. Cốt tông đã xả dây rồi. Còn anh em chị em mình về còn mới dây nó siết đó, cái mình xả từ từ ra cắt tỉa chơi luôn. Rồi mã số 3. Cái này 650k bao ship nha. 650k bao ship cho cái mai hỷ tung nu 3A này. Có mới da này, nó hai da nha. Nó hai da rồi, nó đang tái tạo lên lớp da mới nha, chứ không phải bị lũa nha. Rồi 3A cái này 650k bao ship nha. Rồi lên số 4. Số 4 em là một cây tùng la hán dạng niên tùng. Rồi hoành đây em từ hao kẽm là còn 8 nha, 8 sen. Chiều cao 42. Rồi tổng tàng như vậy là 60 nha. Một cây tùng la hán nha, cây dân nhân rất đẹp, cây đường thân nó cũng rất khéo nha, hoành nó 8 sen. Rồi 4A cây này 650k bao ship luôn, 650 nha, 650 em bao ship cho cây tùng mã số 4 này, tùng dân nhân. Rồi em qua mã số 4 nha. Mã số 4 là cây tùng dân nhân 650 em bao ship. Rồi số 5. Số 5 em là một cây linh sam siêu bông nha. Linh sam siêu bông cho anh em mình về ép chậu chơi. Rồi hoành thân vị trí này nó là 15 nha. Rồi cây này nó cũng có đế cũng khá cũng đẹp lắm, đế trải ra. Về đế gì 42 nha. Rồi chiều cao nó là 24. Rồi tổng tán gì 57 nha. Một cây linh sam siêu bông. Cái này cho anh em mình giá không nghĩ cho anh em mình về tập chơi tập sửa đâu nha.
Vành cũng lớn. Rồi cái này 450 nha, 450 em bao ship nha. 450 em bao ship Sam siêu bông này. Rồi Sam thì khi đi cũng hơi rụng lá chút nha. Về mình để nắng bình thường sẽ ra chồi mới rồi ra bông cho mình luôn. Rồi. Em qua mã số 5 nha. Lên số 6 là một cây me chua. Một cây me chua. Cây già. Thân quái, củ quái luôn. Vành củ là 36. Vành thân vị trí này là 19. Chiều cao 46 luôn. Và tổng tàng như vậy 40. Một cây me chua, cây quái nha. Quái cây. Cốt cành cũng đã xiết dây nhiều. Cốt cành đây. Cành cỡ gần bằng ngón tỏ mình. Nó xiết dây rồi về có thể mình sẽ bấm dây từ từ được. Rồi đếm nghiêng cho mình tham khảo nha. Rồi cây me chua mã số 6, 6A. Cây này 1 triệu 2 bao ship nha. Triệu 200 g bao ship cho cây me chua thân quái này. Rồi mã số 6A, cây này 1 triệu 2 bao ship nha. Rồi lên mã số 7. Số 7 là một cây linh sam song huynh. Cây tật lắc, cây bài nha. Cây này là cây bài. Cây này cốt cành quá trời đã luôn rồi. Cốt cân cái cây luôn, nhìn rất là đẹp quý cô chú anh chị em ơi. Hoành đế nó là 52. Rồi hoành cũ này là 30 nha. Gồm đâu hoành eo. Hoành eo là 27. Chiều cao 23. Dạ, tổng tàng gì 56 nha. Rồi để em quay vòng cái em đo mấy cái dàn đo cốt 1, cốt 2 cho mình tham khảo nha. Cây này cốt cành cắt giật lên đùi ếch rồi nha. Đùi này quá cho bự rồi. Cây lực sĩ. Rồi quanh là 11 nha. Cốt là 11. Cái này nuôi cốt xong mới giật lại rồi mới nuôi dàn dâm ra. Rồi bên đây là 14, 13 đi. Cốt này 13. Đây. Rồi, em nghiêng cho mình tham khảo nha. Cốt cành là bự hơn ngón chân cái rất là nhiều nha. Cây chuẩn bài đẹp. Cây được lắp chuẩn bài, cây rất là đẹp luôn. Đây, nó có hai cái nhánh ép. Cái vị trí này, đây này. Vị trí này là ép ra nha. Áp ra để cho nó mọc thêm tay chi dâm cho mình để nuôi á, nhưng nó cắt phần trong rồi, cắt bỏ hết rồi nha. Đây một cái, bên đây một cái nữa là hai cái nha. Hai nhánh áp đã dính rất là lâu nên cắt bỏ hết rồi nha. Cũng như mình áp chỗ nào hiếu á, cái mình áp vô cho nó đúng như đúng vị trí xương dâm nó ra rồi mình nuôi thêm. Rồi cây mã số 7, 7A, cây này 2,9 triệu em bao ship nha. 2,9 triệu bao ship cho cây lên sam được lắc bài này nha. Rồi em qua mã số 7. Rồi em lên số 8. Số 8 này là một cây kiều hùng. Cái này là cây kiều hùng nha. Kiều hùng thì qua nó rất là đẹp. Rồi cái này vệ đế là 63. Hoành thân là 16. Chiều cao là 45. Giờ tổng tàng gì đi. Tổng tàng là gì là 75. Một cây kiều hùng. Kiều hùng là bông nó rất là đẹp nha. Anh chị em mình chưa có biết kiều hùng thì mình gõ lên YouTube á, cái sẽ ra cái bông cho mình rất là đẹp. Cây này thì cũng đã nằm trong chậu này lâu rồi, cũng đã hơn chậu rồi. Rồi mã số 8. 8A, cây này 1 triệu mốt nó bao ship nha. Mã số 8 cho một cây kiều hùng. Cây này 1 triệu mốt em bao ship cho cây kiều hùng này nha. Cây này nó đang ra chồi non là chuẩn bị có thể là ra bông đó. Đang ra chồi non nhiều. Rồi mã số 8, cây này 1 triệu mốt em bao ship nha. Rồi em lên mã số 9.
Số 9 này là một cây sam sam tái xù. Cây này dáng bay. Rồi hoành cũ là 30. Hoành thân vị trí này nó là 18. Chiều cao 19. Và đường kính tàn gì 52 nha. Cây sam tái xù. Cây này được làm nó nhỏ gọn rất là đẹp. Bonsai. Cây này là xù nha, xù 100%. Cốt cành thì khá là ok, em phải làm rất là được chi tiết. Đây, chỗ này nó có ra cái đọt, ra được mấy ngòi trái 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 non. Rồi mã số 9 nha. Cây này 1 triệu 6 em bao ship nha. 1 triệu 6 tâm cam bao ship nha. Này cũng đã hơn chậu về anh chị mình hai chậu thoải mái nha. Rồi em qua mã số 9. Rồi em lên số 10. Số 10 em là một cây nguyệt quế lá sắn um trùm. Cây này thì đang chuẩn bị ra bông. Nó có ra rồi, giờ nó ra hiêm. Rồi tổng đế là 42. Hoành thân vị trí này 14. Chiều cao 48 và tán ngang gì đây là 42. Đây, này mày này đang chuẩn bị lú bông nha. Đang lú ngồi nhiều lắm. Có bông đang nở và cũng có bông đang lú. Đây, mấy chùm này đang lú nhú rất là nhiều. Rồi mã số 10. 10A cây này 1 triệu mốt, 1 triệu 2 bao ship nha. 1 triệu 200 cam bao ship cho cây nguyệt quế lá sắn bông trùm thân cực lắc này. Thân chữ lắc lên giọng C rất đẹp nha. Rồi mã số 10. Cây này nguyệt quế này 1 triệu 2 em bao ship nha. Rồi em lên 11 là một cây sam tái luôn. Cây này thì lùng tiễn luôn. Rồi em đo hoành đi nha, hoành thì 24, chiều cao 14 và phơm tán như vậy 25. Cây này thì đã xả dây hết rồi, còn một hai cọng nhỏ nhỏ thôi, còn một hai cọng dây nhỏ nhỏ thôi, mình cắt tỉa chơi từ hai ba lần nữa là có thể lên san hô, lên san hô nhẹ nhẹ. Cây quá trời đã luôn, cây lùng tỉnh là con khúc à. Rồi mã số 11. Cây này 1 triệu 6 bao ship nha. 1 triệu 6 tâm cam bao ship cho cây sam tái xù này. Này cũng về mình ép chậu không chơi thoải mái nha. Cũng đã hừng chậu rồi. Rồi em qua mã số 11 nha. Cây này 1 triệu 6 em bao ship. Rồi em lên 12. 12 em là một cây tùng kim cương. Cây này là tùng kim cương. Cây này cũng đã nằm chậu rất là lâu rồi. Cái này lớp sơ dừa em lên thêm trên cho nó giữ ẩm cho cây cho nó tốt thôi. Rồi hoành đây là 38 nha, mình cũ 38. Hoành thân vị trí này nó là 10 17 đi. Chiều cao 35 và phun tán gì 80. Tùng kim cương. Gốc là gốc La Hán nha, ghép với tùng kim cương. Cây này ghép chắc cũng có 3 4 năm rồi. Mấy cái cốt nó đã siết dây nha. Rồi xả ra, xả dây ra rồi vô lại để cho nó mình để cho lên cơ bắp cuồn cuộn luôn. Đây. Rồi đem về mặt bên đây. Cây này không trái bọng gì đâu hết nha. Cây nguyên si, không lúa. Cây không vô bể nha anh em ơi. Rồi, tùng kim cương. Mã số 12, cây này 2 triệu 900 cam bao ship nha. 2 triệu 900 cam bao ship cho cây tùng kim cương này. Rồi, em qua số mã số 12. Rồi, em lên 13. 13 em là một cây sam tái luôn. Sam tái cây này thì nó rất là đẹp. Rồi, tổng bề nó là 31. Hoành thân vị trí đây nó là 19 nha.
rồi đem đo lúc trên eo nhỏ này. Rồi 16 nha. Mình thăng lúc trên eo là 16. Chiều cao 29 và tổng tán gì 35. Cây này là cực kỳ già luôn nha. Đường thân nó lắt léo, nhìn rất là điệu nghệ, rất là đẹp. Này sam tái xù luôn. Anh em mình xem nè. Cái vàng xương nó cứng khự nha. Nó cứng cáp. Cây này mà nuôi thêm vào đây nó dày thêm luôn đó là rất là đẹp. Đây, mấy cái tái này thì nó đã ra đợt trước, đã chín đã rụng. Còn mấy cái ngồi này thì mới mọc. Cái ngồi tái nhỏ mới mọc. Cây chân đế rất là đẹp mà đường thân nó rất là khéo luôn. Cây này khó chê anh em ơi, cây này quá đẹp. Đây, trái nó, cái trái xanh. Trái xanh đợt trước. Cây này khó chê vào đâu, cây này quá đẹp. Rồi mã số 13, cây này 2 triệu 2 em bao ship nha. 2 triệu 200k bao ship cho cây sam tái này. Rồi cái này thì khi vận chuyển em sẽ bó bầu cho mình nha. Rút chậu bó bầu cây hơn chậu nha. Rồi cái thể mình về mình ép chậu mỏng mà chơi cho nó đẹp nha. Cái này em rút chậu bó bầu cho mình. Rồi mã số 13. Cái này 2 triệu 2 em bao ship nha. Rồi lên 14. 14 là một cây mai chú hỷ gò công. Cây này dáng đa lùng. Rồi hoành tổng đế là 63. Hoành eo vị trí này nó là 27 nha. Chiều cao 28. Rồi tổng tàn gì 58 nha. Mai chú hỷ nuôi gò công. Cây này chuẩn bị đang nhóm bông nha. Giờ anh em mình có bông chơi liền luôn. Mỗi đọt mỗi bông. Cốt cành thì cũng đã khá là ok rồi. Cây này có số chỗ da này, nó đang hai nha, này đang hai da chứ không phải là bị lũa nha, đảm bảo là không lũa, hai da chứ tông vẫn mé trong vẫn xanh tươi bình thường. Cây cốt cành cũng khá là ok. Rồi mã số 14 nha, cây này 2 triệu 6 bao ship nha. 2 triệu 600k bao ship cho cây mai chú hỷ nuôi gò công này. Rồi lên 15. 15 là một cây linh sam 86. Sam 86 chân đế rất là đẹp. Rồi tổng đế gì là 46 nha. Rồi tổng hoành lên đây. Tổng hoành đây là 37. Rồi em đo đế sổ rồi. Đế sổ lên tới đây nó là 23 nha. Rồi chiều cao là 44 và tổng tàn như vậy nó là 73. Một cây sam 86 nha. Cây này khi đi nó cũng hơi vàng lá, hơi rụng xíu nha. Giờ mình để nắng bình thường sẽ ra chậu mới và ra bông cho mình luôn. Cây vàng đế sổ xuống rất là đẹp nha. Cây cành này mình nuôi thêm một hai đợt, tỉa hay một hai đợt nữa là dày lại là đẹp. Rồi mã số 15A, cái này em giao lưu 1 triệu mốt nha. 1 triệu mốt em bao ship cho cây sam 86 này. Đây là linh sam 86 nha. 1 triệu mốt em bao ship cho cây linh sam 86 này. Rồi em qua mã số 15 nha. Lên mã số 16. 16 là một cây sơ ghi nha. Cây sơ ghi ngọt nha, cây rất là to nha, đứng không thấy em mất tiêu luôn. Cây này lớn lắm nha, cây này hàng để săn cho anh em mình chơi. Rồi em đo bệ đế hào hào gì đi, nó là 1m1 nha. Rồi đo hoành thân là 44. Chiều cao là 113. Phơm tán gì đi. Phơm tán ngang gì là 102 nha. Từ đây qua đây là 102. Chiều cao lên là 113. Cây này đủ tàn hết rồi nha. Đây mình chỉ cắt tỉa thôi. Cây này cũng đang ra bông nha. Anh em nào có kỹ thuật làm bông á thì về có thể là mình làm nó sẽ ra trái là dữ dội luôn. Tại cây này độ tuổi nó rất là già rồi. Rồi quay về vòng cho mình tham khảo nha.
cốt cành cũng rất là to nha. Cây này được sửa rất là mịn tàn nha. Nó đang lú bông rất là nhiều. Lú bông lây gai rất là nhiều nha. Đây cốt cành. Cốt cành này gần bằng ngón cái nha. Trên đây ngón tỏ. Cái này hay nằm trong chậu nha. Cái này em rút chậu bó bầu. Rồi anh chị em nằm về hai chậu thoải mái, hai chậu bự nữa mình chơi. Cái này không phải vết sẹo nha, rễ chằng qua đó, rễ chéo qua rồi em cắt cái rễ bỏ. Cái này có lũa nhẹ một số đầu nha. Số đầu này lũa nhẹ nha. Hạn tái mà được làm cái phơm cũng chuẩn chuẩn gì cũng rất là hiếm nha. Đa số là người ta lợp tàn nhiều. Phơm này nhìn vô rất là đẹp, rất là viên cây luôn. Cây đường hằng lên nó cũng lắc léo rất khéo nha. Dốt lên cây nó có một trên nhịp nó hồi lại rất là đẹp. Này cành gớt nha. Cành gớt hiện chút nó đang ra bông nhiều, để em chút nó quay cho mình. Đây mình xem. Một cây sơ ghi ngọt nha anh em ơi. Chi cành là làm ấm mịn hết rồi. Dây này thì là vô lông lỏng gì chơi nó cốt cành nó phát triển nha. Vậy có thể mình bấm ra bỏ từ được rồi. Mâm chi rồi là dày đặc. Thân bên nào cũng lắc rất là khéo, rất là đẹp luôn. Cái này thì em khi vận chuyển em sẽ đóng kiện gỗ mình nha. Tại cái này rất là to, không có đóng thùng được. Nên phí kiện gỗ thì nó gấp mấy lần cái phí đóng thùng. Rồi bông đây anh em ơi, bên đây bông ra được nhiều chưa? Cây này thì đợt bông mà chưa đậu, đợt này chưa có đậu. Có thể là về anh em mình để gì chơi thì từ từ nó sẽ đậu thôi. Chứ cây già cái này thì bao trái cho anh em mình rồi. Cỡ này mà không có trái nữa chết luôn ạ. Rồi cây Sagi mã số 16, cây này 6.2 bao ship nha. 6.200k bao ship cho cây Sagi này. Cây rất là to nha anh chị em ơi. Em đứng chiều cao nó tấn thấp hơn đó. Tại có cái đôm thì nó thấp hơn em. Rồi, cây này 6.2 bao ship nha, cho cây Sagi này. Rồi em qua mã số 17. 17 là một cây nguyệt quế nha. Nguyệt quế dân nhân, cây này cốt cành cũng khá là già. Cây này đã thành phẩm rồi. Đã bung dây sạch sẽ rồi nha. Rồi để em đo năm đo số nha. Cây này chân đế trải rất là đẹp. Rồi tổng bệ nó là 65. Hoành thân vị trí này nó là 35. Rồi chiều cao từ miệng chậu lên 1m1. Rồi phơm tới ngang gì đi là 83 nha. Phơm tới ngang là 83. Một cây nguyệt quế đó sống ông trùm nha. Cây dân nhân, mấy cây dân nhân này nuôi rất là lâu anh em ơi, nuôi rất là lâu mới được vàng cốt vàng vàng, chứ không phải ngày bữa anh em ơi. Mấy hàng chợ thì mình nuôi nó mau bán, còn mấy hàng dân nhân như vậy nuôi rất là lâu này. Nói cốt tử thôi nó cũng bự hơn cỡ con tỏ mà. Cốt cành trên đây nó bự hơn con tay cái rồi nha. Thế này thì nó trải đều rất đẹp. Về mình hai chậu đó, có thể mình môi lớp đất ra rồi đấm sơ dừa vô cho mồi rễ lông ra thêm. Cây này cũng đã hơn chậu rồi nha. Về CD em sẽ gặn chuyển rút chậu bó bầu cho mình nha. Vàng cốt này anh em ơi, nuôi được vàng cốt này cũng lâu năm lắm chứ khoai ngàn bữa anh em ơi. Nên là có nuôi cây mà nuôi những cây nghệ thuật thì anh em biết giá trị của nó, thời gian nó gấp mấy lần cái cây hàng chợ. Đây hoành của nó 9 cm nha. 9 cm bự hơn ta cái để vô ống xi nhê vô. Rồi đây. Ở đây thì nó có
bị lũa đá vô xíu nha. Chỉ lỗi chỗ này thôi chứ cây hoàn toàn không có lũa gì hết. Chỉ có hơi lũa đá ra xíu thôi. Rồi mã số 17A cây này 5 triệu 3 bao ship nha. 5 triệu 300k bao ship cho cây Nguyệt Quế Dân Nhân này. Rồi em qua mã số 17. Ồ cao dữ ta. Em lên 18 là một cây gia nhật nha. Cây này là cây ghim luôn nha. Cây gia nhật dân nhân. Đây là cây cây ghim của cây luôn. Cây này cốt cành nó là cực kỳ lớn rồi. Rồi tổng bệ là 79 nha. Rồi thân ngay đây nó là 44. Rồi em đo lúc ở trên đây luôn nha. Lúc ở trên eo trên đây. Nó là 27. Chiều cao 1m1 nha. Và đường kính tàn như vậy. Nó là 85. Một cây gia nhật nha. Cây này là cây ghim luôn. Cốt cành là được sửa mâm chi nhỏ gọn rất đẹp. Cây này nó già liền cốt hết rồi. Không còn mặt cắt gì hết luôn. Cái mặt sẽ sẹo đầu luôn là liền hết rồi nha. Em đo mấy vàng cốt rồi cho anh em mình tham khảo. Rồi thôi cút lớn này đi, cút lớn cái dân nhân này xuống đi. Ở đây là 23 nha. Cút lớn đó là 23. Rồi thôi cái cốt này đi. Cốt này đó là 18 sen. Cây này là cây này nuôi rồi rất kiên trì. Cắt giật mấy nhịp. Cây cắt nhiệt mấy nhịp mới lên được cái gì nha, lên đùi như vậy. Nuôi cho nó bợ mập cái bự này ra, căng cái cây xong rồi nghệ nhân người ta mới nuôi lại vàng xương dâm. Cây này là của mấy vườn nghệ nhân người ta nuôi. Nghệ nhân nuôi mới được cốt cành cắt giật gì nha. Cây này là cốt cành nuôi nó giật không được cũng mấy năm trời mới được gì. Cây lên lắc rất là đẹp nha. Rồi mã số 18. Cây này 6 triệu 2 bao ship nha. 6 triệu 200k bao ship cho cây gia nhật này nha. Gia nhật thì tái nó rất là đẹp nha quý cô chú anh chị ơi. Tái chín thì màu xanh, màu đen, màu đỏ rồi rất là đẹp. Này, đây là tái nè anh ơi. Quay giùm em mấy cái tái coi. Nhìn mới thấy chứ em không thấy nữa. Đây, đây là tái nha anh em ơi. Trên đây thì nó đang ở tái non, trên đây mới lú được mấy trái nhỏ nhỏ nè. Ồ đang lú trái nhiều lắm, trên đây cũng có lú nữa. Đây, lú mấy trái nhỏ nhỏ tông nách nè. Đang lú trái nhiều lắm. Rồi cây gia nhật, cây này đã hừng chậu rồi nha. Chậu nó là người ta xử lý rất là mỏng rồi. Cái này là sơ dừa không à, sơ dừa hừng chậu sơ dừa. Rồi mã số 18A, cây này 6 triệu 2 bao ship nha. 6 triệu 200k bao ship cho cây gia nhật này nha. Rồi em qua mã số 18 nha. Rồi, em qua lên mã số 19 nha. 19 em là một cây nguyệt quế nha. Cây nguyệt quế này lá sáng bông chùm. Rồi tổng bệ gì đi. Tổng bệ gì là 1,5 m đi. Cây này hết thước luôn rồi. Rồi hoành thân vị trí này nó là 45. Chiều cao là 66 luôn. Giờ phơm tán gì 115 nha. Mét 15. Cây nguyệt quế lá sáng bông chùm. Cây này rất là to nha. Cây này hơn chậu này rồi. Em bó cho rút chậu bó bầu nha. Anh em mình về hai chậu lớn hơn mình chơi. Cây bồ đế nó nở ra, chết đế nở ra rất đẹp. Vị trí này vị trí áp nha. Áp lên cho nó đúng vị trí. Mình chơi từ mình chắc bỏ được rồi. Nó dính lâu rồi. Cây bị sẹo đá chưa. Sẹo đá chỗ này.
Sẹo cứng, rất là cứng. Rồi bên đây cây giót lên rất đẹp nha. Cốt cành cỡ ngón tỏ mình này. Rồi mã số 19, 19A. Cây 5 triệu 3 bao ship nha. 5 triệu 300k bao ship cho cây nguyệt quế lá sắn ôm trùm này. Hàng này hàng để săn nha. Rồi. Rồi lên mã 20 nha. Mã 20. Mã 20 là một cây tùng kim cương nha. Cây tùng kim cương. Rồi, đo củ gì? Củ gì 36. Hoành thân 21. Và chiều cao 60. Và đường kính tàn 75 nha. Một cây tùng kim cương nha. Cây tùng kim cương, đây là cây ghép nha, gốc La Hán ghép với kim cương. Cây này không lũa đâu hết nha. Cốt cành cũng rất là to rồi nha. Cốt cành này ghép cũng được 5 6 mùa rồi. Có vị trí bên đây áp qua nha. Áp qua đã dính lâu mình có thể cắt bỏ hoặc mình để gì để nuôi cốt cho bự hơn. Rồi cây trực lắc nha. Trực lắc lên nó giót đầu lên rất đẹp, cây hẹo hẹo đầu ít. Rồi cây tùng kim cương này, mã số 20. Cây này 5 triệu 8 em bao ship nha. 5 triệu 8 em bao ship. Cây này khi đi hiện cũng đi bương bầu gì nha. Cây nằm này nằm chậu lớn. Rồi tùng kim cương này 5 triệu 8 em bao ship nha. Rồi em lên 21. 21 em là một cây mai chú hỷ lá lớn nha. Cây trực lắc. Rồi bệ đế ở tổng cũ nó gì? 36 đi. Hoành thân ngay đây. Đó là 26. Và hoành eo trên đây 23. Chiều cao 24. Rồi đường kính tàn 38 nha. Một cây mai chú hỷ lá lớn nha. Cây này cốt cành cũng đã rất là già. Cây này đi được là 70% chặng đường rồi. Còn 20-30% còn lại thì mình nuôi im dần dần nó ra nha. Cây này thì mới bỏ phân khoảng chừng 5 ngày nha. Em nên em đi em sẽ đi luôn chậu gì cho mình về mình chơi khoảng chừng nửa tháng tháng nữa, hay mình hãy cắt mình gọt ép ra cho mỏng nha. Cây rất là đẹp luôn. Rồi mã số 21. Cây này 2 triệu 800k bao ship nha. 2 triệu 800k bao ship cho cây mai chú hỷ lá lớn này. Rồi em qua mã số 21. Rồi lên 22. 22 cây là cây mai chú hỷ tung nu nha. Cây này là mai chú hỷ tung nu. Tung nu mà được một cây tập cúc măng gì cũng rất là hiếm nha. Rất là già. Hoành đế là hoành tổng đế là 47. Rồi hoành eo nó là 34 nha. Rồi hoành eo là 32. Chiều cao 27. Rồi đường kính tàn 40. Tung nu. Cây này rất là già cây luôn. Mấy thủy tung nu tập cúp măng nha. Cây này sẹo sùng đồ mắc mấy cắt rồi là liền hết rồi. Còn chít chít nữa liền. Nhưng mấy chỗ này đã liền sẹo hết rồi nè. Mặt cắt mấy mặt cắt cốt giật nó liền hết. Chân đế rất là ok nha. Cây tập cúp măng rất đẹp. Liền sẹo hết rồi anh em ơi. Chỉ cầu sẹo mép lũa ở đây xíu thôi, lũa đá xíu thôi. Nó cũng kéo cũng gần liền. Cây này quá trời đã rồi. Liền cốt liền sẹo hết rồi. Rồi cây này người ta cũng bỏ phân khoảng tuần lễ. Về mình để gì từ từ mình sẽ hai chậu nha. Nửa tháng hoặc tháng sau mình hãy cắt gọt hai chậu. Rồi tung nu. Mai chú hỷ tung nu từ búp măng cây này 6 triệu 2 bao ship nha. 6 triệu 200k bao ship cho cây tung nu từ búp măng này. Cây này anh em mình về chơi thêm nha. Nuôi thêm dần dần già lên nữa là lên tiền. Rồi qua mã số 22. Lên 23. 23 là một cây mai chú hỷ lá lớn nha. Cây mai hỷ lá lớn. Rồi cây này tổng bệ là 78. Hoành thân nữa là 36 nha. Chiều cao 40. Rồi phơm tán gì? 50 nha. Một cây mai chú hỷ ra đây nó lớn. Cây đang ra bông luôn. Cây 23 này em giao luôn 1 triệu 1 em bao ship nha. 1 triệu 1 em bao ship cho mai hỷ lá lớn này.
Cây này thì một cốt nó lên 3 thân nha, 3 thân liền nhau. Trên đây thân bự lên rồi nó mới trẻ ra đây một thân nhỏ này là 3 thân. Rồi mai chú hủy ra đen nó lớn. Mã số 23, cây này 1 triệu mốt em bao ship nha. Cây này thì cũng nó đây cũng đang ra bông nha. Rồi em lên 24. 24 là một cây cốc thái nha. Cốc thái kỳ ghim. Rồi cốc thì khi đi thì nó sẽ rụng hết lá luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi hoành 12 nha. Chiều cao 40 và đường kính tàn 30. Một cây cốc thái kỳ ghim nha. Cây này chân đế sổ xuống cũng rất là đẹp. Anh chị em mình về là vừa chơi vừa lấy bo ghép qua những loại cốc thường luôn nha. Rồi 24, cây này 400k bao ship nha. 400k bao ship. Cây cốc thái nha. Cốc thái này khi đi thì sẽ nó sẽ rụng hết lá luôn nha. Nó còn cùi thôi. Nhưng mà em bao sống cho anh em mình 100%. Giờ để từng từng lễ đã phúng ra trò mới nha. Rồi 25 em là một cây trứng gà nha. Trứng gà thái. Rồi hoành 10 cm nha. Chiều cao 29 và đường kính tàn 26 nha. Cây trứng gà hái nha. Trứng gà hái này là cây zin nha. Cây đường thân cũng sửa lắc léo rất khéo. Rồi anh em mình về chơi lấy bo trứng gà hái này để ghép qua những đội trứng gà ta mình nha. Rồi mã số 25. Cây này 500k bao ship nha. 500k bao ship. Rồi cây 25 cũng là cây cu liếp nha. Rồi em xin chúc quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe ạ. Rồi anh chị em nào nhìn cây không rõ thì chụp hình hoặc gửi Zalo cho em sẽ quay cây thêm cho mình tham khảo ạ. Rồi em xin chào, chào hẹn clip tiếp theo luôn ạ. Xin chào ạ.